Hey, xin chào tất cả người. Đầu tiên khi mà bắt đầu clip lần này thì mình xin cảm ơn bạn của chủ kênh King of Boss này đã hỗ trợ mình để có thể review qua cho anh em những bộ trang phục. Và hy vọng rằng nếu mà anh em yêu quý mình thì có thể qua kênh King of Boss là đăng ký kênh và bật chuông thông báo giúp mình nha. Ok, bây giờ thì mình sẽ review qua những bộ trang phục mới. Hey, xin chào tất cả người và xin chúc anh em có một buổi chiều thật là vui vẻ. Hôm nay thì mình sẽ review qua cho anh em những cái bộ trang phục chuẩn bị ra mắt Linko Mobile Việt Nam và hiện tại mình đang có mặt ở phiên bản Đài Loan. Đây là bộ trang phục mới nhất vì từ Skirt anh em ơi. Anh em thử đặt tên cái bộ trang phục này nó như thế nào? Thật sự là mình nhìn rất bất ngờ, anh em thì nhìn thấy qua. Đây là một trong những bộ trang phục mình phải khẳng định là đẹp nhất của vị tướng Skirt. Chắc là đây là bộ trang phục bậc SS rồi. Skirt chúng ta điểm qua trang phục này thì mặc một lớp giáp rất dày. Anh em thì nhìn thấy qua và tạo hình nhân vật nó rất là chắc chắn. Và cũng như là đằng sau có hai cái hình tròn tròn gì là ở lưng này. Ok, và cũng như là trời ơi, không khác gì một cỗ máy, đúng thật là cỗ máy hủy diệt rồi. Đây là bộ trang phục của Skirt nha. Đúng thật là cỗ máy hủy diệt, không thì tin nổi. Anh em thì nhìn thấy nhá. Ok, trời đất ơi, long trời lở đất, đây một đấm phát chết luôn. Quả tay anh em thì nhìn thấy màu đỏ này. Ok, đây là mình sẽ review nhanh cho anh em về những cái bộ trang phục như thế này đó. Ok, tiếp tục thì mình sẽ nói qua về cái bộ trang phục của vị tướng Vera. Tiếp tục sang cái bộ trang phục vị tướng Vera nha. Đây, wow, trời ơi đẹp đã man. Vera không khác gì Vera người máy cả. Vera bây giờ rất xinh đẹp nha anh em ơi. Trước đây thì những cái bộ trang phục khác của vị tướng Vera nhìn rất xấu xí, nhưng mà hiện tại giờ Vera cái bộ trang phục này đẹp kinh khủng. Cho anh em xem qua lại một lần nữa nó xuất hiện này. Trời, đây là cột đôi cánh nó được, anh em thì nhìn thấy là được lắp ráp nhá. Không khác thì một cỗ máy, cánh này không phải cánh tự nhiên nữa rồi, không phải cánh chuẩn mực nữa rồi. Vera chúng ta đã được sáng chế ra một đôi cánh thép. Đó, anh em thì nhìn thấy là cái màn lúc mà nó xuất hiện nha. Với cả nhìn rất là xinh. Trời ơi, nhìn rất là xinh, xinh đẹp hơn những bộ trang phục khác nhiều. Wow, và đội một cái nón không khác gì là một cô nàng đi biểu diễn xiếc cả anh em ơi. Đó, đấy nha, anh em thể nhìn thấy qua và có thể chụp khoe bạn bè. Thật sự để mà làm được cái mốt như thế này thì rất phải cảm ơn kênh King of Boss đã hỗ trợ mình. Và anh em đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh. Đây là bộ trang phục của vị tướng Vera. Tiếp tục thì mình sẽ review tiếp cho anh em về bộ trang phục của vị tướng Murat. Murat thì có Murat Thiên Hà, nhưng hiện tại thì chưa mốt được cái bộ trang phục đấy nha. Nói chung thì chưa có hình anh em ơi. Murat Thiên Hà, nhưng hiện tại thì chưa có hình. Ok, tiếp tục là Illumia. Wow, đây là bộ trang phục theo mình dự kiến. Đây là bộ trang phục dành riêng cho Việt Nam của chúng ta thì phải, dành riêng cho quốc gia Việt Nam. Tại vì sao? Đây là tà áo dài, anh em thể nhìn thấy là con gái tà áo dài. Đúng là duyên dáng, rất là duyên dáng, rất là xinh đẹp. Đó, tượng trưng cho Việt Nam, biểu tượng của Việt Nam. Nói chung Indonesia cũng có một biểu tượng của cái chú gà trống gori thì phải. Và Việt Nam chúng ta có biểu tượng của áo dài, tà áo dài. Và chọn cái vị tướng Iluma này là quá chuẩn mực rồi. Tại vì sao? Đây là một trong những cô nàng có cái thân hình rất là cao ráo, rất là xinh đẹp, rất là sexy, quyến rũ, ba vòng chuẩn mực. Và cũng như là đây là bộ áo dài. Nói chung thì những cái bộ trang phục này đều là bộ trang phục bậc SS. Và anh em thấy nhìn thấy là có một con chim ở trên gọi là cái viên miệng ở trên đầu vì từ Iluma chúng ta nhìn ngầu đẹp. Hoa hậu đại dương à, hay hoa hậu hoàn vũ, hoa hậu gì đây đó. Ok, tiếp tục mình sẽ review qua cho anh em về bộ trang mục mới nhất của vị tướng Wit. Đây này, đây mới là bộ trang phục đẹp đi này. Chúng ta có bộ trang phục Violet. Sao tự nhiên có con gì chạy ra vậy? Wow. Anh em thử đặt tên qua bộ trang phục của vị tướng Wit này của chúng ta xem là sao. Đây là bộ trang phục có tên là gì. Nhưng hiện tại thì mình nhìn khá là tinh nghịch và cũng như là rất là dễ thương. Anh em thì nhìn thấy là đôi tai thỏ và cũng như là cái ngoại hình. Wit của chúng ta được mặc một lớp áo giáp thì phải. Đây là một cỗ máy nha, cỗ máy hoàn chỉnh. Và anh em thì nhìn thấy qua là nó có xăng, có hai cái bình xăng. Đúng thật là hai bình xăng hay hai bình dầu ở chỗ gần súng của vị tướng Wit của chúng ta, anh em thì nhìn thấy chưa. Và cũng như là đầu, cái này nhìn giống đầu mèo này. Cái khoang lái của vị tướng Wit anh em ơi. Đây cho anh em xem qua lại một lần nữa nha. Wow, tô son, đây là tô bắn sơn thì phải. Nghịch quá. Và kia là vị tướng Emily, mình đã review cho anh em rồi. Đây là bộ trang phục mới nhất của cô nàng đó. Trời đất ơi, không thể tin nổi đúng không? Rất là chất chơi.
À, đằng sau đây anh em đi nhìn thấy qua đằng sau là có cái tóc hai hai cái hai búi tóc rất là dài, có một hình trái bóng này, không biết nó in chữ gì, mình soi ra là kỹ đây, in chữ gì ấy nhưng mà ki ki lò gì nhở, hình như hình trái bóng thì phải. Đó, cỗ máy hoàn chỉnh đây. Ở chỗ này có hình biểu tượng của cái mũ bảo hiểm của vị tướng Whit nha, màu hồng. Nói chung thì đấy là bộ trang phục mới nhất của vị tướng Whit, anh em đừng đặt tên qua những bộ trang phục như thế này. Tiếp tục thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bộ trang phục nữa của vị tướng Lindy. Đâu rồi Lindy, đâu rồi, mình sẽ phải đây là Lindy đây. Đây là bộ trang phục mới của vị tướng Lindy. Cái gì thế này? Tôi đang nhìn thấy cái gì đây? Trời đất ơi, anh em thể nhìn thấy qua này. Wow, xinh đẹp chưa? Xinh đẹp dã man. Trời đất ơi, ngắm lên trời một cái gì ấy. Trời, không thể tin nổi anh em ơi. Hiện tại chỗ mình đang mưa thế nên anh em thông cảm nha. Nó khá là ồn. Đấy, trên tay vị tướng Lindy chúng ta cầm một cái vũ khí, đây là cái cây cung của vị tướng Lindy, nhưng bây giờ đã được hóa thành một cái gì nữa. Thật sự là mình không biết miêu tả như thế nào. Kém văn quá rồi. Ok, cho anh em xem qua lại lần nữa này. Chạy này rất là ngầu hiệu, đây là cái màn xuất hiện 3D nha, bắn 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 lộn một phát này. Đó, nhìn như một sát thủ. Và có một viên ngọc ném lên trời phát sáng. Đó, à đúng rồi, chắc là chiêu thứ hai của vị tướng Lindy chúng ta phát sáng ra để có thể tạo được xoay được những cái, nhưng mà mình phải xoay này. Trời ơi, chân dài trắng nõn nà. Chuẩn bị khăn giấy thôi anh em ơi. Với mái tóc màu hồng rất là xinh đẹp và anh em thể nhìn thấy một cái nơ màu xanh ở trên trên trán nhá. Và cũng như là đây bộ trang phục tạo kiểu thật sự không thể chê đâu được. Trời ơi, yêu mất Lindy thôi. Một vị tướng hot bị auto cấm, bây giờ ra bộ trang phục bậc SS như thế này thì làm sao mà chê được nữa. Cho em xem qua đúng lại một lần nữa rồi mình sẽ chuyển sang vị tướng khác. Bắn này, bắn liên tội. Trời ơi. Nhìn thích ghê đi được. Yêu mất rồi, a hi hi. Đó, nhìn rất là ngầu nha. Tiếp tục thì mình sẽ chuyển sang bộ trang phục mới của vị tướng Omen, một trong những vị tướng mới ra khỏi kho báu Liên Cơ Vai Việt Nam. Và đây là bộ trang phục, chắc là cũng bộ trang phục bậc SS. Từ từ nha, anh em đợi xíu mình đặt đây Omen đây. Omen, màn xuất hiện cũng rất ngầu, màn xuất hiện 3D chém chém chém. Wow. Trời ơi. À, cái này mình nhìn giống như kiểu mũi tên. À đúng rồi. Vừa xong anh em thể nhìn thấy là cái mũi cái cung tên của vị tướng Lindy đúng không? Thì Omen bây giờ sẽ bắt được cái Lin bắt được cái mũi tên của Lindy, anh em thể nhìn thấy nha. Rất là nhiều những mũi tên bắn vào. Và đây là vị tướng Omen bộ trang phục. Và anh em đặt tên qua bộ trang phục này là bộ trang phục gì? Bóp nát luôn cả mũi tên, không thể tin nổi. Trời ơi, quỷ à. Xấu vậy. Nhìn ngầu thì ngầu thật nhưng mà mình cảm thấy là cái bộ trang phục này khiến cho vị tướng Omen chúng ta xấu dã man. Không khác gì một con quỷ cả anh em ơi. Rất chất chơi. Nói chung thì bộ trang phục này vẫn đúng chất thôi. Mặc một chiếc áo dài nhưng mà nói chung thì tạo hình nhân vật màu đen thui, chủ yếu là chủ đạo đó là màu tím và màu đen. Đó, đúng là thế lực bóng tối mà. Trời ơi, cầm thanh kiếm lộn phát này, chém này. Thật sự là cái màn xuất hiện rất là ngầu, tóm luôn được cả cái cây cung, bóp nát cây cung, bóp nát quả cam thì không tin nổi. Đấy nha, đây là bộ trang phục mới nhất của vị tướng Omen. Và tiếp đến mình sẽ review qua cho anh em bộ trang phục nữa vị tướng Arthur. Đây, Arthur đâu nhỉ? Bộ trang phục mới nhất của vị tướng Arthur nhá. Arthur đây. Arthur này là Arthur bóng chảy, chúng ta có Achit bóng chảy. Bóng 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 chảy thì phải, bây giờ là Arthur bóng chảy và anh em thể nhìn thấy, mình sẽ cho anh em xem qua màn xuất hiện lần nữa đây. Wow, trời ơi. Đẹp dã man. Trời ơi, cầm một thanh được anh em thể nhìn qua đội một cái gọi là cái mũ bảo hiểm của cái môn thể thao này. Và cũng như là trên trên áo có in hình chữ Mothos. Mothos nha anh em ơi, chứ không phải là Arthur mà in hình chữ Mothos. Đó, Mothos. Và cũng như là anh em thể nhìn thấy qua ở cái phần đầu gối của vị tướng Arthur chúng ta có một nói chung đây là đồ bảo hộ khi mà chơi môn thể thao, mà cầm một cái cây cây này, cây gậy rất là to để có thể chơi cái môn thể thao bóng chày đó. Đằng sau cũng là Mothos và mang số áo là số áo số 9 nhá anh em ơi. Cơ bắp cuồn cuộn đẹp dai, công nhận là Arthur toàn những bộ trang phục đẹp dai không tin nổi. Đấy là những cái bộ trang phục mình đã review cho anh em. Và hiện tại thì một có bao nhiêu bộ trang phục chờ 8 bộ trang phục nha anh em ơi. Có 8 bộ trang phục, kể cả Murat nữa, nhưng mà bộ trang phục Murat thì mình chưa review cho anh em được rồi. Ok, đấy là những cái bộ trang phục mình muốn review trước cho anh em. Và nếu mà anh em muốn xem chi tiết hơn thì mình sẽ làm clip về những cái bộ trang phục trong trận đấu. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhớ like, đăng ký kênh, chia sẻ video giúp mình nha, để anh em có thể chiêm ngưỡng được những bộ trang phục như thế này. Bye bye. Hubo, huấn luyện viên eSports.
là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hugo trong ngày hôm nay thôi nào. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.